Tại các bệnh viện như Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ trẻ mắc các bệnh do virus như sởi, quai bị, thủy đậu, tay chân miệng đang tăng từng ngày. Theo các chuyên gia y tế, đây là thời điểm rất dễ xảy ra các loại dịch bệnh trên ở trẻ nhỏ do giao mùa và những ảnh hưởng bất thường bởi thời tiết. Cũng theo số liệu của Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh, trong 3 tháng đầu năm 2014, cả thành phố có hơn 600 ca sởi, gần 400 ca thủy đậu, gần 2.000 ca tay chân miệng, hơn 100 ca quai bị. So với cùng kỳ năm 2013, các bệnh do virus này đều tăng cao hơn. Riêng số ca mắc bệnh sởi trong gần 3 tháng đầu năm đã bằng số ca mắc bệnh của cả năm 2013. Những quận huyện hiện có số ca mắc thủy đậu cao là quận 1, quận 10, quận Phú Nhuận, huyện Hóc Môn, Củ Chi. Còn quận 8, quận 11 và quận Bình Tân đều có số ca mắc tay chân miệng cao.